Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh City News. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tin. WHO kêu gọi loại bỏ 5 món ăn gây ung thư cực mạnh ra khỏi mâm cơm, trong đó có món khoái khẩu của các gia đình. Người ta thường nói bệnh từ miệng mà ra, thực tế là có không ít món ăn dù rất ngon nhưng lại chứa chất gây ung thư. WHO khuyến cáo nên hạn chế những món sau đây. Ung thư là một căn bệnh đáng sợ của nhân loại trong thời hiện đại. Khối ung thư phát triển làm tê liệt các cơ quan, di căn sang các cơ quan lân cận, khiến cơ thể suy kiệt, đau đớn, bất lực và cuối cùng là gây tử vong rất nhanh. Năm thực phẩm gây ung thư cực nhanh mà WHO kêu gọi loại bỏ khỏi mâm cơm. 1. Cá muối Trung Quốc. Cá muối Trung Quốc được xếp vào loại chất gây ung thư cấp độ 1. Nguyên nhân chủ yếu là vì cá muối là sản phẩm nồng độ muối cao và giàu nitrat. Khi đi vào cơ thể, nitrat có thể phản ứng với protein amin tạo thành nitrosamin, có thể làm tăng nguy cơ hình thành các khối u ở hệ tiêu hóa. 2. Miếng trầu. WHO từng xếp trầu cau vào một trong 116 nguyên nhân được coi là làm tăng khả năng gây ra ung thư. Trong quả cau có chứa các thành phần chính như alkaloid và polyphenol. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh alkaloid là chất gây đột biến gen và liên quan chặt chẽ nhất đến sự xuất hiện của bệnh ung thư. Một nguyên nhân khác được cho là có thể khiến thói quen ăn trầu dẫn đến căn bệnh ung thư là khi nhai miếng trầu cọ sát mạnh vào niêm mạc khoang miệng, gây tróc vảy ở lớp thượng bì hoặc tạo nên nhiều vết trời xước. 3. Thịt nướng. IARC đã xếp benzosfren vào nhóm gây ung thư số 1 với những bằng chứng rõ ràng về tác hại đối với cơ thể. Benzopyren, có thể gọi tắt là PAP, nó là một hydrocarbon thơm đa vòng. Benzopyren hình thành trong quá trình nướng chín thực phẩm. Các thực phẩm nướng như gà nướng, cá nướng, sườn nướng, bò nướng bị cháy có nguy cơ cao chứa benzopyren. Chính vì vậy, cách tốt nhất để ngăn ngừa chúng chính là thay đổi phương pháp nấu nướng. Thay vì nướng, bạn có thể chuyển sang hình thức hấp, luộc. 4. Thực phẩm bị mốc. Aflatoxin được xếp vào loại chất gây ung thư loại 1 ngay từ năm 1993. Chỉ cần tiêu thụ vào cơ thể 1mg qua đường ăn uống cũng đủ để gây ung thư. Một người có cân nặng 70kg sẽ chết nếu tiêu thụ 20mg aflatoxin. Đáng nói, phương pháp nấu và chế biến thông thường không thể phá hủy độc tính của chất độc này. Theo WHO, hầu hết con người tiếp xúc với aflatoxin qua các loại hạt, ngũ cốc bị mốc. Vì thế, việc vứt bỏ các loại thực phẩm mốc để phòng ngừa ung thư là điều nên làm. 5. Đồ ăn nóng. Theo khuyến cáo của WHO, tiêu thụ đồ uống và thực phẩm nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thực quản. Để tránh tổn thương cơ thể và phòng ngừa ung thư thực quản, thì trước khi ăn, chúng ta nên chờ thực phẩm nguội bớt trong khoảng 50-60 độ C. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé.